Đây là một hệ thống rèm của một cơ sở massage tại Thái Lan. Và rèm spa ở Thái Lan thì sẽ được làm như thế nào các bạn nhỉ? Xin chào các bạn, mình là Dạy Rèm Thiêu Hương và mình đang tận hưởng cái dịch vụ massage tại đất nước Thái Lan xinh đẹp. Đến Thái Lan mà không thử cái dịch vụ massage nổi tiếng thì thật là hơi phí. Và vì thế mà mình có cơ hội review cho các bạn cái cách mà người Thái người ta làm rèm spa nhé. Toàn bộ rèm thì được chạy bằng dây, bi, móc ép. Và toàn bộ thanh dây được hạ xuống thấp bởi ti hạ trần. Rèm thì hoàn toàn không cần có độ nhún, chỉ có một chút cử động thôi. Vì thế móc ép sẽ được xuyên qua vải bởi các vòng khuy sắt nhỏ. Hệ thống thanh dây thì chạy loằng ngoằng che từng giường một. Người Thái Lan massage thì rất là phê nha các bạn. Nếu như có cơ hội đến Thái Lan thì các bạn đừng có bỏ lỡ cái dịch vụ này nhé. Và có bất cứ câu hỏi nào thì các bạn đừng quên comment xuống phía bên dưới, Dạy Rèm Thiêu Hương sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết. Và đừng quên đăng ký follow kênh để nhận thêm vô vàn những kiến thức và những câu chuyện về nghề rèm cửa. Xin chào.